Ok, xin chào. Mình là Riley, hiện đang là co-founder của GFS Group. Thì hôm nay lại gặp tất cả mọi người trong series event về Hidden Gem của GFS. Và dự án lần này sẽ là Injective Protocol. Thì đây là một nền tảng sàn giao dịch phi tập trung, hỗ trợ giao dịch phái sinh phi tập trung với phí gas bằng không. Thì hôm nay mọi người hãy cùng với Riley lắng nghe những thông tin từ phía đại diện dự án và cùng chúng ta hãy cùng nhau bóc tách những vấn đề liên quan để xem Injective Protocol có thật sự đúng là một hidden gem hay không, và Injective Protocol có thật sự là một nền tảng phi tập trung thế hệ mới của DeFi không nhé. Và cuối cùng thì hôm nay chúng ta sẽ có phần đặt câu hỏi trực tiếp đến với đại diện của dự án. Các bạn hãy đặt những câu hỏi liên quan đến dự án cũng như là các câu hỏi liên quan đến chủ đề ngày hôm nay để mà sẽ giải quyết chúng ta sẽ giải quyết những cái khúc mắc của mọi người. Thì sẽ có 15 phần quà dành cho 15 bạn có những câu hỏi xuất sắc nhất dành cho dự án. Và mỗi phần quà sẽ trị giá 10 đô, tương đương với lại là khoảng cỡ 230.000 tiền Việt Nam đồng. Thì ngoài ra thì sau cũng như mọi khi là sau buổi event này, GFS sẽ chia sẻ video lên trên group Facebook của GFS để các bạn có thể xem lại thông tin này một cách kỹ hơn và hiểu rõ hơn về dự án. Và GFS cũng sẽ có 5 phần quà với tổng trị giá là 50 đô dành cho các bạn nào mà like và share video này nhiều nhất để mà chúng ta có thể lan tỏa những thông tin hữu ích này đến với càng nhiều người nhất có thể nhé. Và lưu ý là điều kiện để mà các bạn nhận giải là các bạn phải like và share video này sau khi mà video được up trên Facebook của GFS. Nếu như bạn nào có câu hỏi được chọn nhưng mà lại không like và share thì bạn đó cũng sẽ không đủ điều kiện nhận giải, và giải thưởng sẽ phân bổ lại cho những cái bạn khác mà đủ điều kiện hơn nhé. Ok, thì bây giờ Riley sẽ không đợi cho các bạn đợi lâu nữa. Riley sẽ kết nối với đại diện đến từ Injective Protocol. Đó chính là anh Erickson, một CEO khá là tài năng và trẻ tuổi. Hello Eric, can you hear me? Hey, how's it going? Yeah, so can you turn on your... Okay, perfect. Okay. Hey everyone, how's it going? Yeah, so welcome you to Vietnam community, and thanks for your joining us today. Today is my honor to, on behalf of GFS, to host the online meetup today. And today we won't just only talk about the strength or the selling point of Injective Protocol, but we also talk about some difficulties and challenges which your projects are dealing with, to let the community have the better view about Injective Protocol. And so now it's your talk live, and could you please introduce a little bit about yourself? Yeah, hey, how's everyone doing? My name is Eric Chen, and I'm a co-founder and CEO of Injective Protocol. So before Injective, I was mainly working at hedge funds and doing protocol research at the NYU Blockchain Lab, where I deployed a lot of market neutral strategy. And in the meantime, did a lot of research regarding cryptographic primitives and also blockchain protocols. Okay, let me translate this. Yeah. Sorry. Okay. So, các bạn hãy vui lòng là các bạn đừng có click vô cái nút share screen trong khi mà event đang diễn ra nha. Thì ok, để mình sẽ translate lại cái phần giới thiệu của Eric. Thì Eric là một CEO khá là trẻ tuổi. Thì anh ấy có một cái nền dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực blockchain và đã từng làm việc ở các hedge fund cũng như là các phòng lab và những cái phòng nghiên cứu, những cái phòng nghiên cứu chiến lược về lĩnh vực blockchain. Thì anh ấy đã chơi và làm cũng như là đồng sáng lập nên dự án Protocol. Okay, thank you. And so we are kind of waiting for to hearing from you some information about the Injective Protocol. So let's start your presentation. Okay. And in the, excuse me. So in order to let the community understand you better, I will be your translator. And so after each slide, can you stop a little bit? Then I can translate it to Vietnamese. Okay, perfect. Yeah, okay, thank you. Okay, hey everyone. Thank you so much for giving me a chance to make this presentation. So let me introduce you Injective Protocol.
It's a fast, secure, and fully decentralized trading. It's a first layer 2 decentralized exchange protocol that unlocks the full potential of decentralized derivatives and borderless DeFi. Okay, thì in check the protocol, thì nếu mà, excuse me, can you turn it back and I can translate it? và Injective Protocol thì nếu như nói một cách ngắn gọn thì đây là một giao thức sàn giao dịch phi tập trung Layer 2 đầu tiên, giúp kích hoạt hoàn toàn tiềm năng của các giao dịch phái sinh cũng như là các giao dịch không giới hạn của DeFi. Thì để hiểu rõ hơn thì chúng ta sẽ nghe em viết giải thích cụ thể hơn về Injective Protocol nhé. Okay, next. Yeah, so we have four principal components that the users can interact with. First of all is the Injective Chain, which is a layer 2 Cosmos zone that hosts the decentralized exchange protocol. So we built like a fully decentralized order book, the trade execution coordinator, the order matching, and the order execution environment. And there's also obviously the Injective Futures protocol, which is a fully decentralized peer-to-peer futures protocol trading, supporting decentralized perpetual swaps and contract for difference. This will enable anyone to create and trade on arbitrary derivative markets with just price feed. And there's also Injective Exchange, which is a completely open source exchange infrastructure that disintermediates the current centralized exchange model. So Injective eliminates the technical barrier of anyone trying to trade on a high performing exchange. And in the meantime, there's also an interface for anyone to create any markets. And there's also obviously Injective governance. So Injective is decentralized and governed by the community using the Injective token. Anyone can join as a stakeholder for our project and have a real say in making decisions in the protocol. Yeah, okay. Và tiếp theo chúng ta sẽ đi qua cái phần hệ sinh thái của Injective. Thì về hệ sinh thái của Injective thì sẽ có bốn tính năng chính. Đầu tiên là chúng ta sẽ thấy là Injective Chain. Thì ở đây á là cơ sở hạ tầng triển khai các ứng dụng của DeFi thế hệ mới. Thì thông qua cơ cấu là Layer 2, Layer 2 hỗ trợ toàn bộ giao thức sàn giao dịch phi tập trung. Xây dựng ở đây thì chúng ta sẽ xây dựng những cái order book phi tập trung đầu tiên cũng như là triển khai các giao dịch này, giúp khớp lệnh và mở lệnh vân vân. Và tính năng tiếp theo đó chính là giao thức hợp đồng tương lai. Thì đây là Injective sẽ mở ra một kỷ nguyên hoàn toàn mới về tài chính, một nền tảng giao dịch phi tập trung hoàn toàn peer to peer, hỗ trợ giao dịch hợp đồng không kỳ hạn, rồi hỗ trợ giao dịch CFD. Thì giúp mọi người có thể giao dịch trên thị trường tài chính phái sinh. Tiếp theo là hiển nhiên sẽ là cái tính năng tiếp theo là tính năng Injective Exchange, là tính năng sàn giao dịch, giao thức sàn giao dịch. Thì một nền tảng giao dịch, đây là một nền tảng giao dịch mã nguồn mở hoàn toàn phi tập trung, giải quyết được các vấn đề hiện tại mà các sàn giao dịch tập trung đang gặp phải. Và Injective sẽ giúp loại bỏ hết tất cả những cái rào cản về kỹ thuật để mà mọi người có thể tham gia giao dịch trên Injective mà không cần phải biết quá nhiều về kỹ thuật. Và cuối cùng đó chính là Injective Governance. Thì governance của Injective là hoàn toàn phi tập trung, thì được quản trị bởi cộng đồng thông qua cái token là ING. Thì tất cả mọi người khi tham gia vào cái nền tảng quản trị này thì cũng như là một cái stakeholder, thì họ có thể đưa ra những cái quyết định của mình trong cái giao thức của Injective là sẽ quyết định được cái giao thức này sẽ phát triển như thế nào. Okay, next. Yep, so let's walk through the architecture of Injective. First of all, there's the most core layer, which is obviously the Injective Chain, and there's an Injective Explorer that can connect to the Injective Chain to kind of read all the Tendermint ABCI information. And there's also at the highest level, the Injective Exchange client. So the Exchange client is a front end that's being hosted locally or via a website where the user can interact and touch on every single aspect of the exchange. There's also the Injective API provider plus the Injective EVM RPC, where it's where the node has a responsibility of relaying all the on-chain transactions and also sending on behalf of these users in a more understandable way, such as gRPC Web, RESTful, JSON, and GraphQL. And there's also the Injective EVM RPC provider, which allows us to support any type of EVM and Solidity transactions. And at the very base layer, there's also the Injective Bridge, which connects us to the Ethereum consensus and also blockchain. Yeah, okay.
Và tiếp đến thì chúng ta sẽ đi qua về cái kiến trúc của Injective. Thì kiến trúc Injective sẽ có 5 phần. Thì các bạn có thể nhìn trên biểu đồ là chúng ta có Injective Chain, Injective Exchange Client, API Provider, EVM và cầu nối giữa Injective và Ethereum. Thì cụ thể là cái kết cấu kiến trúc này như thế nào, thì chúng ta nhìn lên cái biểu đồ thì chúng ta sẽ thấy là kiến trúc của Injective là có 4 tầng. Thì tầng đầu tiên đó chính là Client Domain. Thì ở tầng này là dành cho những người dùng. Thì Injective họ có một cái thiết kế, một cái front end rất là thân thiện với người dùng. Thì ở tầng này được hỗ trợ bởi Injective Exchange Client. Thì với cái giao thức của Injective là một giao thức hoàn toàn phi tập trung, cho phép các cá nhân có thể truy cập bằng một cách tự do và minh bạch. Các cá nhân hoặc là các công ty thì họ có thể chạy cục bộ hoặc là lưu trữ trên máy chủ web để mà giao tiếp với cái giao thức của Injective. Và giao diện này thì được triển khai trên IDFS. Và tiếp theo chúng ta sẽ thấy đó chính là cái tầng Service Domain. Thì ở đây là sẽ diễn ra những cái hoạt động của các API và các EVM. Thì API ở đây có hai mục đích chính là giúp cung cấp các dịch vụ chuyển tiếp giao dịch, và thứ hai là sẽ phục vụ như là một cái data layer cho các giao thức. Thì các bạn hãy hình dung ở trên cái Service Domain ở cái tầng này là tất cả những giao dịch on-chain sẽ được diễn ra. Và tiếp theo là đó là cái tầng Cosmos Domain. Thì ở cái Cosmos Domain ở đây chúng ta sẽ thấy Injective có cái Injective Chain. Thì Injective Chain sẽ là như một cái xương sống của cái toàn bộ nền tảng giao dịch phái sinh Layer 2. Thì dẫn dắt toàn bộ các order book nè, thực hiện những cái khớp lệnh của các giao dịch, tạo môi trường khớp lệnh EVM cũng như là cầu nối. Và cái tầng cuối cùng sẽ là cái tầng Ethereum Domain. Thì cái Ethereum Domain thì rất là đơn giản dễ hiểu, đây chính là cái phần mà cầu nối hỗ trợ để mà cross chain chuyển đổi giữa Injective với lại Ethereum, thì giúp cho các Ether hay là các ERC token ERC20 có thể chuyển đổi lại qua lại với nhau. Ok, next. Yeah, so let's walk through the general Injective token overview and use cases. So obviously the most obvious use cases, the protocol governance, where the Injective token can be used to govern various components of the Injective sidechain, including the futures protocol, exchange parameters, and protocol upgrades via DAO structure. The entire process will look very much like compound governance structure that a lot of DeFi projects are using right now. And there's also mm-hmm. the proof of stake security. So to ensure the security of Injective sidechain, Injective will incentivize nodes to stake INJ and participate in the sidechain's network consensus with block rewards. And onto the exchange side. So first of all, there's the exchange fee valid capture. So after the relay reward distribution, the exchange fee will undergo an on-chain buyback and burn event to accrue value back to INJ. So INJ can also use as collateral for derivatives. And in case you don't have enough stablecoin, for example, for some markets that support INJ as a collateral, then you can use INJ to support some of your positions. And it can also be used for insurance pool staking, where stakers can earn interest on their locked tokens. And there's also exchange participation incentives, where we plan to incorporate a liquidity mining scheme and distribute a fixed number of INJs daily, weighted by the liquidity each network participant provides. Ok, và chúng ta sẽ đi tiếp qua về tổng quan về các token INJ. Bạn nào đang mở mic thì các bạn vui lòng có thể tắt mic giúp Rally nha, vì khá là ồn hiện tại, cho nên là sợ mọi người sẽ không nghe rõ. Ok, tiếp theo thì chúng ta sẽ đi qua cái phần tổng quan về token ING cũng như là cái token use cases. Thì token ING sẽ được sử dụng trong cái giao thức quản trị, dùng để quản trị các thành phần của Injective sidechain. Thì trong đó là sẽ bao gồm làm giao thức tương lai nè, cái chỉ số sàn giao dịch, nâng cấp giao hút thông qua cấu trúc DAO và phí giao dịch. Thì tiếp theo là làm Injective sẽ dùng để chi trả các phí giao dịch thực hiện on-chain trên nền tảng của Injective protocol. Và cái ứng dụng tiếp theo, cái trường hợp sử dụng tiếp theo của INJ là dùng để thế chấp phái sinh, có nghĩa là thay vì
các bạn có thể thế chấp bằng những cái stablecoin. Thì khi mà các bạn giao dịch ký quỹ hay là các bạn giao dịch những cái hợp đồng tương lai, hợp đồng không kỳ hạn, thì các bạn có thể sử dụng cái đồng ING để mà thế chấp. Thì đồng ING cũng có thể cũng sẽ được sử dụng ở trong những cái pool bảo hiểm để dành cho những cái stakeholder, họ có thể kiếm được reward thông qua cái việc là họ staking cái đồng token của mình. Và tiếp theo là làm cái đồng token của mình sẽ sử dụng dùng để trả thưởng cho những bạn mà tham gia vào cái liquidity mining á, để mà cung cấp cái thanh khoản cho sàn giao dịch Injective. Và cuối cùng á chính là đồng Injective sẽ tham gia vào proof of stake để mà đảm bảo được tính năng bảo mật cho nền tảng. Okay, next. So let's talk about the token economic for Injective token. So first of all, 31.67% is going to be sold to investors. Obviously, 9% is going to be sold on Launchpad, and the rest will be through private sale, which has a much longer unlock. There's going to be 10% that's being contributed to community growth, the majority of which is going to be used towards liquidity mining. The rest are going to be used towards some distributions and airdrops, and also competitions prizes, which is barely takes up 1% of that 10%. And 36.33% will be ecosystem development. So that means that we can use it to fund a lot of projects, fund independent developers, and also funding just in general liquidity incentives and contracted market makers. So 2% goes to advisors and 20% goes to team. So in terms of release schedule, it's generally pretty long. So for private sale investors and also C-sale investors, they undergo a semi-annual unlock. So that means every 6 months they can unlock. And the first unlock is going to happen around 6 months. And the team undergoes a 3-year vest, and also same as the advisor as well. And the ecosystem development is also going to be unlocked over time, similar to a fashion team. Mm-hmm. Okay, can you scroll down to the pie chart? Yeah. Okay, về tokenomics thì ở đây các bạn sẽ thấy là tổng số lượng token bán ra thị trường là chiếm 31.67%, team nắm giữ là 20%, thì cộng đồng sẽ nắm giữ là 10% thông qua cái việc là trả thưởng cho những cái liquidity mining. Và tiếp theo là phần lớn là sẽ được nắm giữ bởi phần lớn các token là sẽ dùng để chi trả cho việc phát triển hệ sinh thái, và 2% cuối cùng sẽ là dành cho các advisor. Okay, can you scroll up to the release schedule? Okay, thank you. Và sau đây thì các bạn sẽ thấy được là cái lịch trình phát hành coin của dự án. Thì toàn bộ những cái investor ở vòng public sale thì sẽ được unlock 100% ngay từ đầu. Và sau 6 tháng thì những cái investor ở vòng private thì họ sẽ được mở khóa sau 6 tháng, và tiếp theo là họ sẽ vesting dần dần trong cứ 4 tháng là sẽ vesting một lần. Tiếp theo là những nhà đầu tư ở vùng seed round, thì các bạn thấy cái biểu đồ thì họ sẽ unlock sau 7 tháng, và cũng như trên là cứ 1/3 sẽ được vesting sau mỗi 4 tháng. Còn về ecosystem developer cũng như là community grow thì sẽ unlock từ từ dần dần theo như trình trên cái biểu đồ trên. Okay, next. Yep. And this is our current roadmap. So we're going to be releasing our test nets very soon, along with our trading competitions, as well as our SDK, so the developer can start working on top of us. And afterwards, slowly over time, we're going to be launching our mainnet and implementing bridge to multiple blockchain networks, plus a day one liquidity and staking incentives. We're also going to do a token swap from the ERC-20 to our native chain. But in reality, our token is still an ERC-20. It's just that it can be used as both within the Cosmos network and on top of Ethereum. And around Q3 of 2021, we're going to be launching 10 plus perpetual and expiry futures market that's going to be running indefinitely. And we're going to also launch a lot of cross-chain new generation markets and very niche derivatives. And in Q4, we're going to have a more generalized DAO governance launch for community governed listing and market creation. And we're also going to start with launching staking pools on insurance fund. So that means users can stake into the insurance fund.
And for Q1 of 2022, we'll move towards a traditional market and start working on an institutional change interface and launching a crypto-backed traditional financial derivatives. Wow. Okay. Và sau đây thì Riley sẽ giải thích cho các bạn qua cái lịch trình phát triển, cái lộ trình phát triển của dự án. Thì vào quý 3 2020 thì họ đã kết thúc, họ sẽ hoàn thành cái private testnet của mình và cũng như là tất cả những cái tài liệu về dự án cũng như các tài liệu về SDK thì sẽ được ra mắt với mọi người. Và testnet lần thứ 2 thì sẽ được tiến hành vào quý 1 của năm 2021. Thì ở đây thì cũng sẽ bắt đầu trả thưởng cho những sẽ bắt đầu có những cái cuộc thi staking mà gọi là thông qua cái nền, thông qua cái cầu nối giữa Injective với lại Ethereum. Và tiếp theo là vào quý 3 2021 á, thì họ sẽ bắt đầu ra mắt những cái hợp đồng không kỳ hạn cũng như là hợp đồng ra mắt những cái giao dịch hợp đồng không kỳ hạn hoặc những hợp đồng tương lai và thực hiện growth, và những cái gọi là growth chain sẽ được ra mắt. Và tiếp tục là vào quý 2 Mainnet thì sẽ được ra mắt vào quý 2 năm 2021 và cũng như là những cái hoàn thiện những cái tính năng về cross chain của họ và cũng như là đưa vào trong hệ sinh thái những cái tính năng về liquidity mining và trả thưởng cho những cái việc staking. Và vào quý 2 2021 thì cũng sẽ bắt đầu swap cho swap cái token ERC20. Sau khi kết thúc Mainnet thì những cái token INT-ERC20 sẽ được swap sang, chuyển đổi sang cái token của nền tảng Injective Protocol. Và cuối cùng là vào quý 4 năm 2021 á, thì sẽ hoàn thiện cái DAO Government và sẽ cho ra mắt những cái pool staking cũng như là những cái quỹ bảo hiểm. Và cuối cùng là quý 1 năm 2021 thì khá là thú vị. Thì ở đây Riley thấy được là sẽ có những cái sàn giao dịch dành cho những cái tổ chức. Và đặc biệt là họ sẽ cho ra mắt những cái giao dịch phái sinh crypto nhưng mà được thế chấp bởi những cái tài sản ở thị trường truyền thống. Thì khá là hấp dẫn khi mà nghe được cái tin này. Thì các bạn có thể hình dung được là khi mà Injective họ hoàn thiện được cái việc là có thể dùng tài sản thế chấp dùng tài sản ở thị trường truyền thống để mà thế chấp vào trong crypto, thì nguồn tiền từ thị trường truyền thống sẽ đổ vào thị trường của chúng ta. Thì các bạn có thể tự hình dung được thì cái quy mô lúc đó nó sẽ như thế nào. Và đây không phải chỉ là thế chấp để mà các bạn giao dịch spot bình thường, mà thế chấp để mà các bạn có thể dùng đòn bẩy giao dịch ở thị trường phái sinh. Thì lúc đó thì cái dòng tiền thì nó sẽ được sử dụng đòn bẩy, nó sẽ được đẩy lên tới cái mức nào thì các bạn có thể hình dung được lúc đó. Ok, next. Ok, yeah, so talking about a team, we're joined by really great and really talented members. First of all, we have my co-founder, Albert Chong. He used to be a software engineer at Amazon. And before that, also at OpenZeppelin. And he was a former researcher at the Stanford Parallel Distributed Computing Lab. And he received a Master's of Science at Stanford and also a Bachelor of Science. And I think this wasn't mentioned here, but he also used to be at the Stanford Applied Cryptography Group. Which is under Dampone. And we have Maxime, Marcus, Boyan, Alex, Michael, who are part of our development team. And we also have Shinran and also Boris, who are more on the business side of the team. And Boris is our technical product manager. He actually came from BCX. And also Shinran, who he used to come from B-Labs. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ điểm qua những cái thành viên trong đội ngũ phát triển của Injective Protocol. Thì đầu tiên thì các bạn sẽ thấy đó chính là anh Eric Chen, thì một CEO và cũng đồng thời là đồng sáng lập của dự án. Anh ấy khá là trẻ và có rất là nhiều kinh nghiệm trong cái việc là research cũng như là làm việc ở những cái quỹ đầu tư, và cũng là có kinh nghiệm trong việc phát triển các sản phẩm và có một bằng tốt nghiệp đại học ở trường đại học về quản trị ở New York. Và tiếp theo á, đồng sáng lập với anh là anh Albert Chen, là CTO của dự án, thì có dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực technology, đã từng làm việc rất nhiều ở rất nhiều công ty lớn như là Amazon nè, Zeppelin, và đã từng là nghiên cứu ở bên công ty Stanford Parallels. Và bên cạnh đó thì các bạn có thể thấy qua là
đội ngũ có rất là nhiều những cái engineer và những cái technology làm ở những cái mảng front end và back end hỗ trợ cho việc phát triển của dự án. Okay, next. And yeah, this is our family. We're backed by Binance, previously from Binance Labs, Pantera Capital, one of the top crypto VCs in the US, Hash, one of the top crypto VCs in Korea, QCPP Capital, one of the top market makers in Singapore and also just in general in Asia. StartX, one of the strongest incubators out of Stanford, who also incubated Filecoin actually, K42, part of OKEX, and also CMS, and also Billet Capital. And we're also joined by amazing angel investors and advisors such as Josh Felker, who used to be the partner at DRW and also currently the managing partner of Box One Ventures, Charles Liu, the CEO of Findora, Andreas Weigand, who used to be the chief scientist at Amazon, Eric Wang, ecosystem development lead at Polkadot, Bobby Cho, partner at CMS, Sandeep Naiwal, co-founder of Matic, and also Calvin Liu, strategy lead of Compound. Yeah, okay. Thì các bạn có thể điểm qua những cái gọi là những cái nhà đầu tư, những cái quỹ đầu tư lớn đầu tư vào dự án Injecty á. Ở đây chúng ta sẽ thấy hai quỹ đầu tư khá là nổi tiếng, đó chính là Binance và thứ hai chính là Pantera. Và kèm theo đó thì sẽ cũng có vài quỹ đầu tư, khá là nhiều quỹ đầu tư vừa và nhỏ khác như là Hash nè, QCP Capital vân vân. Thì bên cạnh đó, nếu như các bạn nhìn xuống dưới là những nhà đầu tư cá nhân á, thì những nhà đầu tư cá nhân đầu tư vào dự án Injecty toàn là những người có tên tuổi là đang đứng đầu ở những dự án và những công ty khá là lớn như là manager của bên Boston Venture, CEO của dự án Findora, và những cũng như là giám đốc khoa học của Amazon cũng đầu tư vào Injecty. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có một số dự án, những người đứng đầu của dự án của Polkadot, này, của Matic và của Compound cũng đã đầu tư vào dự án Injecty. Thì các bạn có thể thấy được là những người họ có kinh nghiệm, dày dặn kinh nghiệm, họ có tầm nhìn, họ đã quyết định đầu tư vào dự án thì họ thấy được những điểm hay của Injecty và họ đã quyết định đồng hành cùng Injecty ở trên con đường dài hạn sắp tới. Ok, next. Yeah, that's it. Ok, next. Okay, thank you very much for your presentation. And there's some spoil I want. I hope that you can make it clear to our community client. I did research. I know that Injecty protocol can provide a zero gas fee to the user, and also you using the layer two for the structure. So can you explain more detail about this one? Yeah, so basically there's a technically a gas fee within within a consensus and also within a Cosmos layer, but we actually abstracted away because the node has the responsibility of posting and also taking out the orders and submitting a transaction on behalf of the traders. And this kind of allowed the nodes to front the gas fee for the traders because the node will also receive part of the trading fees. So this is a very natural mechanism because the node can also refuse to relay certain orders that are way too small or are just straight up spams. And it'll allow them to kind of prune the order book much more properly and also match on behalf of the trader without requiring the trader to run a node themselves. Because in our network, the concept of a node is simply running a full node. So it requires a lot of storage, it requires a lot of bandwidth and stuff like that. So becoming a, if you're a trader, it's really not worth your time to set the entire node to interact with the protocol directly. Okay, thì Grally có hỏi anh Enric á, là Grally có được biết á, là nền tảng của Injecty thì sử dụng Layer 2 và ở đó thì Injecty cũng sẽ hỗ trợ về cái việc là phí gas bằng không. Thì giải thích rõ hơn về cái vấn đề này á, thì anh Enric có giải thích á, thì ở Injecty thì họ có một cái gọi là Injecty Chain á, như đã nói ở phía trên, thì đây là một mạng lưới chuyển tiếp sidechain hoàn toàn phi tập trung hỗ trợ các tính năng cho cái nền tảng phái sinh Layer 2, như là chẳng hạn như là điều phối giao dịch nè, có những cái order book phi tập trung và sử dụng, và bên cạnh đó
Và bên cạnh đó là với cái cấu trúc mà Layer 2 độc đáo này á, thì Injective có thể giải quyết được cái vấn đề đang gặp phải của nền tảng Ether á, là thứ nhất là vấn đề nhãn mạch, và vấn đề thứ hai là vấn đề về phí gas cao. Thì các bạn có thể thấy á, là vấn đề khó khăn nhất hiện tại của DeFi mà chúng ta đang phải đối mặt á, đó là khi mà có nhiều quá nhiều transaction diễn ra cùng một lúc á, thì sẽ dẫn đến cái vấn đề là nhãn mạch, và lúc đó thì đẩy phí gas lên rất là cao. Thì đây chính là yếu tố mà làm cho DeFi họ khá mà khó mà mở rộng và thu hút được người dùng, cũng như là thu hút được lượng tiền từ cái thị trường truyền thống đổ vào. Vậy thì vấn đề bây giờ chúng ta đã được giải quyết bởi Injective, là bây giờ thông qua cái nền tảng của Injective thì bất kỳ ai cũng có thể giao dịch, và họ sẽ không cần phải quan tâm đến cái vấn đề là phí gas quá cao cũng như là cái độ trễ của mạng. Ok, so it's really impressive, like the most attracting me is like I really like the zero gas fee and also the fast transaction via the layer 2 structure. It is the biggest problem of on the decentralized exchange at the moment, and now Injective protocol can solve the most difficulty of the DeFi. So I think we can help DeFi to reach the mass adoption sooner. And like I understand that the decentralized exchange is much better than centralized exchange in the security. As the user, they can keep their own keys and they can control their funds. However, at the moment, I find that there are also a lot of users, they still using the centralized exchange more than the decentralized exchange. So what do you think is the biggest barrier to move the user from centralized exchange to decentralized exchange? Yeah, I think currently the biggest barrier is that not that many people actually hold custody of their own coins or their own keys. For example, Coinbase probably has give or take 10 million users worldwide, and I can bet that, you know, at least 70% of them have never interacted with a crypto wallet or even like manage their own keys. So I think that's the main issue, is that basically being self-custody also means that you have to touch on the wallet aspect. You also have to make sure that you're kind of interacting with a non-traditional stack of security. So generally, when you access any type of sensitive information, such as your bank account and stuff like that, they would just require you to enter your username and also your password. And sometimes that would ask you to do a 2FA. And most of the time, it'll just be a text confirmation. But obviously, crypto wallet doesn't really work like that. You'll have to like maintain self-custody of your keys and also making sure that they're secure so it's not hacked. So that's a lot of aspect of security that most of the users are not used to. Even though theoretically managing a MetaMask wallet is definitely a lot safer and actually a lot easier than managing your all of your account details and account information when you try to access your bank account. But people are simply not too used to it. So there's not relatively as much adoption to these type of crypto wallets that interact directly with these decentralized exchanges, you know, than the existing centralized stack. And I think just in general, there's also the problem with user experience. By being on-chain, you try to minimize any type of on-chain transaction and try to abstract away most of the interactions, either from like a centralized server or basically in an off-chain fashion. But in my opinion, if we scale the Ethereum transactions or just in general, any type of transactions related to all of our trading needs onto our own chain, which supports a much higher throughput as well as a much faster settlement time, then we get to kind of optimize the user experience a lot better and migrate the experience of a centralized exchange onto a DEX so that people don't feel like they're using anything new. And but it's just as more it's just as much, if not more, exciting for them. Okay, thank you. Really có hỏi em biết là về cái vấn đề là hiện tại thì chúng ta thấy là gần đây chẳng hạn như rất có nhiều tin tức về những cái sàn centralized họ bị hack, như vừa gần đây nhất chính là KuCoin họ vừa mới bị hack xong. Thì cái tính năng cái vấn đề bảo mật hiện tại đang khá là được mọi người quan tâm tới, và những cái sàn centralized thì cái tính năng bảo mật khá là thấp. Vậy thì tại sao hiện tại người dùng họ vẫn còn đang tiếp tục sử dụng sàn centralized, và cái rào cản nào làm cho họ ngần ngại khi mà chuyển từ centralized sang sàn giao dịch decentralized? Thì theo như Eric giải thích á,
Theo như Eric giải thích đó, thì chúng ta sẽ thấy là mọi người đó, qua một cái thời gian dài mọi người sử dụng cái sàn Centralize, họ đã quen với cái việc sử dụng sàn Centralize rồi, vì họ chỉ cần việc là có email và nhớ cái password để mà đăng nhập vô là có thể dễ dàng giao dịch ở trên sàn giao dịch Centralize. Và nếu như các bạn khi mà giao dịch trên Decentralize thì bắt buộc mọi người phải tự giữ ví của mình, tự nhớ cái public key, tự nhớ cái private key của mình để mà giao dịch, thì nó khá là phức tạp và mọi người chưa có quen với những cái thao tác phức tạp như vậy khi mà giao dịch ở trên nền tảng Decentralized, thì đó cũng chính là một cái rào cản làm cho mọi người đang ngần ngại không chuyển qua giao dịch ở những cái sàn phi tập trung. Và cái thứ hai, cái vấn đề thứ hai là các bạn thấy là cái phí gas cao cũng như là những cái tình trạng mà tắc nghẽn mạch đã làm cho mọi người không thích giao dịch ở những sàn phi tập trung là vì vấn đề đó. Khi mà có những cái biến cố nào xảy ra, hoặc là vừa rồi có những cái việc mà farming con nào đó mà mọi người ùm kéo lên farm con đó, thì dẫn đến cái việc là nền tảng quyền Ethereum nó bị tắc nghẽn đi, và cái phí gas đẩy lên quá cao, thì dẫn đến cái việc là khi mà họ giao dịch, họ trading họ trên cái nền tảng central phi tập trung đó, thì cái phí trên lợi, cái phí khi mà họ bán hoặc họ mua thì cái phí họ phải trả ra là khá là cao đó. Thì theo như cái kinh nghiệm của Eric á, thì anh đã nhận thấy rằng hiện tại á, về cái việc mà phức tạp của cái phí crypto wallet á, thì đã được giải quyết rồi. Chẳng hạn như bây giờ các mọi người có thể thấy là mọi người sử dụng những cái ví như là MetaMask hay ví Trust Wallet thì khá là đơn giản hơn xưa rất nhiều. Và mọi người chỉ cần lưu ý là phải cất kỹ những cái passphrase của mình để mà khi mà cần thì backup những cái cần để mà backup cái phí MetaMask của mình ra. Và vấn đề thứ hai á, thì về cái việc mà phí gas và độ trễ á, thì đã có Injectly, họ đã đưa ra cái giải pháp để mà hỗ trợ được cái vấn đề này. Thì xu hướng sắp tới thì mọi người có thể sẽ chuyển dần sang decentralized nhiều hơn là ở sàn giao dịch tập trung. Okay, so to be honest, for the business model about the decentralized exchange is not really new. Like there are a lot of decentralized exchanges at the moment, such as the Uniswap, Banker, or Balancer, and also there are project named Perpetual Protocol also support the derivative market. Can you tell me why do the user can choose Injective instead of other decentralized exchanges? And do you have any plan to attract more users? Yeah, absolutely. So I think the space is big enough for more than one DEX to exist. And there's definitely a lot more things going on with, let's say, Uniswap, Bancor, and Balancer. Mm-hmm. First of all, they don't do derivatives. They mainly support a spot market. And they have a lot of fundamental innovations on their model of exchange that makes them stand out and unique. In terms of Perpetual Protocol, so we're actually really good friends. And I think he's actually going to join one of our live stream later tonight. So we actually work with more in like a collaborative manner. So I think that the way that Perp really excels at is that they kind of turned a perpetual model into an AMM. And mm-hmm. a lot of other projects have tried this before, for example, FutureSwap and a few others. And a lot of them actually failed because the LP started losing money. So the fact that Perpetual was able to address these issues is actually a really big deal for us. And I'm pretty excited about it. So why would a user choose Injective over other DEXs? I don't think they necessarily have to, but if they do, it will be because we're way faster, first of all, because we scale off of Ethereum. And second mm-hmm. of all, we do use the traditional order book exchange model. Mm-hmm. So that means that within a perfectly liquid market, that's a long-tailed asset, we can provide a much more superior liquidity and much lower slippage compared to an AMM. And obviously mm-hmm. this requires constant participation of the market maker, which is why we are working with so many market makers right off the bat. So, in general, our plans in terms of attracting more users is that we'll be launching a lot of very niche and very unique derivative markets that are very DeFi focused. And most of these markets have never been seen before. For example, we can create an index or synthetic representation mm-hmm. of staking into, let's say, Compound, Aave, or something like that. And essentially, with that index, the users can actually go leverage on top of it, so they get an even more outsized return.
Of course, you have to realize risk behind it, behind it, but it's just a more interesting instrument for people to get access to. Okay, thank you. Thì Riley có hỏi anh Eric á, là hiện tại á, thật sự thì cái mô hình của dự án về sàn giao dịch phi tập trung thì nó không phải là mới. Thì chúng ta có thấy hiện tại trên thị trường có rất là nhiều sàn giao dịch phi tập trung hiện tại, chẳng hạn như là Uniswap, Tanker hay Balancer. Thì nếu như nói á, là Infacy họ có một cái nền tảng họ hỗ trợ thêm cả thị trường phái sinh, thì chúng ta trên thị trường cũng có một cái dự án khác, đó là dự án Perpetual Protocol cũng đã support thị trường phái sinh. Thì điểm gì làm cho người dùng phải chọn, nên chọn Infacy thay vì là những sàn giao dịch phi tập trung khác, và Eric có những cái kế hoạch nào để mà thu hút user đến với cái nền tảng của mình hay không? Thì theo như Eric trả lời á, thì mỗi một sàn giao dịch decentralized họ sẽ có những cái tính năng và những cái thu hút người dùng riêng biệt, và những cái sàn giao dịch như là Uniswap hay Bear thì họ đã ra đời từ trước về cái decentralized. Thì mặc dù là ra đời trước và đi dẫn đầu trong cái lĩnh vực sàn giao dịch phi tập trung đó, nhưng mà họ vẫn còn thiếu sót khá là nhiều những cái tính năng cần thiết dành cho phục vụ cho người dùng. Làm cho người dùng khi mà chuyển từ sàn giao dịch tập trung sang phi tập trung thì họ khá là bỡ ngỡ về những cái tính năng và những cái thao tác trên đó. Thì cái mà anh ấy nghĩ là mọi người sẽ hứng thú khi mà giao dịch trên Injecty hơn á, là thứ nhất là Injecty hiện tại đang hỗ trợ scaling, có nghĩa là mở rộng được, giảm, có nghĩa là giải quyết được cái vấn đề tình trạng tắc nghẽn mạch trên cái nền tảng của Ethereum thông qua cái Layer 2. Và cái vấn đề thứ hai á là Injecty họ đưa ra một cái front end, một cái giao diện giao dịch rất là thân thiện với người dùng, và nó cũng gần giống như là cái nền tảng giao dịch của những cái sàn phi tập trung. Sau khi những sàn tập trung làm cho người dùng họ không bị bỡ ngỡ khi mà chuyển sang, và ở đó thì họ cũng có những cái order book. Tại vì các bạn có thể thấy là hiện tại khi mà mọi người giao dịch trên decentralized, mọi người gặp một cái vấn đề bất cập đó là không có order book, thì mọi người phải canh, nghĩa là canh cái giá nào, lúc nào, thời điểm nào cảm thấy hợp lý thì mình lại đặt cái lệnh sell và đặt lệnh buy vào cái thời điểm đó. Chứ chúng ta không thể là như những cái sàn tập trung là chúng ta sẽ đặt cái lệnh, đặt lệnh sẵn chờ đến khi mà giá lên hoặc giá xuống đến cái giá mà target của mình thì lúc tự nó khớp lệnh. Thì ở đây thì Injecty họ sẽ đưa ra những cái order book để support cho người dùng về cái vấn đề đó. Cái vấn đề thứ hai là nền tảng Injecty họ đảm bảo được cái vấn đề về bảo mật, thì cũng bảo mật cho người dùng cũng như là bảo mật về cái việc mà cung cấp thanh khoản. Thì về cái kế hoạch để mà thu hút được user thì Injecty họ đưa ra các kế hoạch để là sẽ liên tục ra mắt những cái chức năng riêng biệt dành cho Injecty để mà thu hút người dùng. Thì chẳng hạn như á, anh ấy có tiết lộ với Riley á, thì sắp tới thì họ sẽ đưa ra cái chức năng là giao dịch index. Thì ở cái khái niệm này khá là mới, giống như các bạn thấy là ở thị trường chứng khoán thì chúng ta sẽ giao dịch SP500 hoặc là giao dịch Dow Jones, đó là giao dịch những chỉ số. Ở thị trường crypto của chúng ta thì chưa hề có những cái giao dịch chỉ số đó. Thì ở đây thì Injecty sẽ đưa ra cái sản phẩm mà giao dịch chỉ số để mà lấy những cái chỉ số của những cái dự án top để mà các bạn có thể giao dịch thông qua chỉ số. Khá là hấp dẫn về cái tính năng sắp tới này của Injecty. Và chẳng hạn như các bạn có thể thấy là trong tương lai thì Injecty họ sẽ ra mắt một cái sản phẩm, đó là cho phép người dùng họ giao dịch mà phái sinh mà được thế chấp bởi tài sản ở thị trường truyền thống. Thì đây chính là những cái sản phẩm riêng biệt của Injecty mà giúp cho Injecty có thể thu hút được user. Okay, thank you very much. I think I need to switch my turn to the community because I receive a lot of questions from them. Okay. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thì bây giờ sẽ là thời gian để các bạn đặt câu hỏi dành cho Eric. Thì các bạn hãy có thể đặt câu hỏi ở phần mục chat, thì Eric sẽ chọn những cái câu hỏi nào mà anh ấy thích để mà trả lời cho các bạn. Thì theo như Kelly đã thông báo từ đầu á, 15 bạn có 15 câu hỏi xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn bởi dự án. Thì các bạn sẽ không có giới hạn số lần, mà là một người bạn phải đặt bao nhiêu câu hỏi, các bạn cứ đặt càng nhiều câu hỏi càng tốt để giải quyết hết tất cả những cái thắc mắc của mình, để chúng ta sẽ cùng nhau bóc tách hết tất cả các vấn đề của Injecty. Okay, Eric, now you can take a look at the chat box to see some questions of the community, and you can choose the one you'd like to answer. Yeah, okay, great. Let me see.
how do you attract content creator users to develop on Injective Protocol? What move has Injective Protocol made to encourage content creators to come? So I'm not sure what's the definition of content creator here. So we don't really have per se like a content creator within the ecosystem of Injective Protocol. We do have market creators, we do have relayers, we do have just in general like validators within an ecosystem. So let me walk you through like what each of those roles do, right? Market creator lives on the futures protocol layer. So essentially the role of market creators design, propose, and launch derivative markets in a completely permissionless way. But in order for it to actually gain adoption and gain all the benefit that comes from being a market creator, he needs to amass enough liquidity so that people are properly incentivized. There's also a relayer. So essentially the role of a relayer or a node is to participate within the decentralized order book and to bring in as many users as possible. So there are two ways to do about this. The node can either become a white knight node, where essentially it'll take in anyone's address or referral, or they can work with selected influencers and create referral links. So whenever there's a user coming in, they would have to, when they submit the order, they would have to sign over a certain address. And it could be the influencer's address, or it could be the content creator's address. And once that's done, the influencer or content creator can get a percentage of the fees. Or you know, the node can also get around half that fee as well. So this creates a very proper referral scheme. Essentially, it looks and feels like a centralized exchange referral system, except it's being done on-chain in our case. Mm-hmm. Okay. Thì hiện tại thì nền tảng của Injective Protocol thì họ cũng đưa ra cái hệ sinh thái của mình, bao gồm những cái như là thị trường là market trading, hay thị trường trading market trading cũng như là trading những cái hợp đồng. Và bên cạnh đó thì Injective cũng đưa ra những cái sản phẩm khá là độc đáo, chính đó chính là decentralized order book phi tập trung. Thì ở đây thì những người nắm giữ và trên nền tảng của Injective thì những người nắm giữ đồng token sẽ có được những cái lợi ích thông qua cái việc là nhận nhận reward thông qua cái liquid provider và chạy những cái node staking để mà đảm bảo được cái tính an toàn bảo mật trên nền tảng của Injective. Và Injective sẽ không ngừng phát triển để đưa ra những cái sản phẩm mới để mà thu hút được người dùng hơn. Okay, next question. If Injective has order book, does it mean that user always has to connect a personal wallet to do it? Yes, that is technically correct. But we have a lot of different wallet solutions, such as Derive Off, which actually could be ported over to mobile. And also some of the other interesting wallet solutions like Taurus, which you can connect to it using like Google Authenticator, which basically makes the entire flow a lot more seamless, and you don't necessarily have to connect your wallet to do it. You would just either go through, you know, their own official authentication scheme, which is arguably a lot more friendly than, let's say, MetaMask. And a lot of these Ethereum wallets like MetaMask, honestly, you can just kind of like leave and forget, unless you're using a hardware wallet, of course. Okay. Thì có một bạn hỏi về việc là khi mà trading trên nền tảng của Injective thì có cần phải kết nối ví không? Thì câu trả lời là các bạn cần phải kết nối ví của mình, và hiện tại thì Injective sẽ hỗ trợ nhiều ví Ethereum trên nền tảng của mình để mà các bạn kết nối vào ví và trading trên nền tảng, trading cả on-chain lẫn off-chain trên nền tảng của Injective. Okay. Yeah. Do you support cross-chain and layer two of decentralized exchanges? As I know, our protocol is based on Cosmos platform, especially the Pegu protocol. Yes, we do. Mm-hmm. So basically, there are two special parts about our cross-chain trading. First of all, we are natively connected to Ethereum. So that means we do have a Pegu module, and it's not POA or anything like that. It's actually directly tied to our consensus. So basically the validator's balance and bolt stakes are directly being transferred over to Pegu, and any type of slashing is being done to the validator stakes in and of itself. So this way, you know, Ethereum being one of our most important ecosystems, we can use one of the most important bridge.
because always the peg zone as a lot per state is always a function of the as a lot, because if you have way too much as a lot but you don't have enough stake, essentially the security and incentive become perverse. So this is why we decided to connect our consensus stake directly with that peg zone, in particular with Ethereum. And we could potentially support other chains as well, but for now it will just be Ethereum, because this is a major responsibility for a validator. And in terms of for cross-chain trading, just in general, we can virtually connect any type of bridge possible. And later on, as IBC comes out, we can also connect to the greater Cosmos ecosystem or beyond through the IPC mechanism. But as we speak, we're actually working on a few bridges and also connecting to a few ecosystems that's going to be announced very soon. Okay. Có một bạn hỏi là làm hiện tại thì Injective có support cross-chain ở cái layer 2 của cái sàn giao dịch phi tập trung hay không? Và theo như chúng ta biết đó là cái giao thức của Injective thì là dựa trên nền tảng của Cosmos, và đặc biệt là sẽ sử dụng cái giao thức Pegasus của Cosmos. Thì câu trả lời là có. Thì trên nền tảng của Injective sẽ hỗ trợ để mà các bạn có thể giao dịch cross-chain thông và chuyển đổi những cái đồng những có nghĩa là chuyển đổi Ether cũng như những cái đồng token ERC20 sang sang cái Injective chain cũng như là ngược lại. Thì các bạn có thể thấy là thông qua giao thức đồng thuận Tournament á, thì Injective chain sẽ cung cấp cho cái Ethereum backbone 2 chiều là cho phép Ether và các ERC20 token có thể chuyển đổi trên Injective chain và cũng như làm trên môi trường tương thích EVM cho cái ứng dụng của DeFi. Thì backbone á, thì là dựa trên cái backkey của Cosmos, và EVM á, thì dựa trên EVM của Ethermint. Thì bằng cách này á, là Injective thì họ sẽ giúp mở rộng được cái quy mô cũng như là tốc độ giao dịch trên Layer 2, đồng thời là hỗ trợ cho các trader họ có thể giao dịch tức thì khi mà giao dịch tức thì cũng như là hủy lệnh khi mà họ giao dịch trên nền tảng của Injective. Ok, next question. Most users only care about immediate benefits rather than the real value of the project in the long term. How can you convince users invest to your platform in the long term? Yeah, this is obviously a very broad question. I would say that just in general, the better our exchange does, the more value it directly reflects and accrues back to the token. So right now what we're seeing amongst a lot of DeFi coins in general is that we could have all the total asset value locked. We could have, you know, the highest TVL within the DeFi ecosystem, but most of the tokens out there and the token mechanisms are not designed to have that TVL or volume accrued back to the token itself. It's mainly just used for governance, which it has a pretty murky function of the value of the protocol. So essentially, we're special in the sense that we might not have the most volume than compared to Binance or OKEx or FTX and stuff like that, but we have a lot more efficient value accrual system, because 60% of the transaction fee and trading fee goes directly in back into the token via buyback and burn mechanism. So that means that no matter what happens, if our exchange does well, there's going to be a natural upward pressure for a token price. And obviously, I don't want to talk about too much about the token price, but it's just that the way our token economic is designed is that the value of the exchange is directly tied to the value of the token. Mm-hmm. Okay. Có một bạn hỏi về cái việc làm trong tương lai dài hạn thì cái giá token của có nghĩa là dự án sẽ có cái cách nào để mà giúp phát triển được giá token. Thì thật sự á, khi mà một mà token của một dự án nó sẽ gắn liền với dự án, thì theo thời gian nếu như dự án nó phát triển thì giá trị của token đó cũng sẽ phát triển theo. Thì
thì các bạn có thể thấy là hầu như theo như tất cả những cái DeFi coin hiện tại thì giá tăng lên rất là nhiều vì mọi người tin vào cái tiềm năng của DeFi, cũng như là cái việc mà token họ có cái token đó có tăng giá được hay không là dựa vào cái cơ chế của cái token đó. Thì ở Injective thì họ có một cơ chế là 15% các transaction fee sẽ được buy back lại và đem đi và burn. Thì đây cũng chính là một cơ chế mà về long term có thể giúp được giúp phát triển được cái giá của Injective. Thì thật sự khi mà em biết cũng không thích nói về cái việc giá cả của cái token price lắm, thì có nghĩa là khi mà chúng ta đã đầu tư thì chúng ta sẽ đầu tư vào vào dài hạn và sẽ không phải là trông chờ vào cái việc mà giá bùm và đâm trong cái ngắn hạn. Thì trong đường dài khi mà cái TBL là tổng số tiền mà ký gửi vào trong nền tảng càng cao thì sẽ giúp cho được cái việc là cái hệ sinh thái và cái nền tảng nó càng lớn mạnh, càng vững mạnh, thì đồng nghĩa với việc là kéo theo cái giá token đó cũng sẽ tăng theo. Ok, next question. How many CX exchanges is Injective currently cooperated with? We currently mainly work with Binance, and there's a lot more collaborations with the Binance Greater ecosystem coming up. And mm-hmm. we are actually going to be working with BSC on a lot of regards. Actually, the first step towards it is that Injective token can also be a BP20 mm-hmm. token, most likely transferable between Panama project. And in terms of other exchanges, we actually have other exchanges as investors, but in terms of actual collaboration and partnership, you guys are going to have to stay tuned because it's still in the works. Okay, có một bạn hỏi là làm sao mà để mọi người biết đến dự án Injective, và thì dự án Injective là có những cái nhà đầu tư đầu tiên, thứ nhất là không qua Binance. Thì Binance họ đã đưa một cái bài viết nghiên cứu rất là chi tiết và về Injective, thì tất cả những cái user của Binance thì họ sẽ biết được Injective thông qua đó, và sắp tới họ sẽ có một buổi bán public sale IEO trên Binance. Thì thông qua những cái kênh này thì sẽ giúp mọi người biết được đến Injective nhiều hơn. Ok, next question. Why should we choose Injective DEX over many big and good DEX such as Uniswap, JustSwap, and Binance Smart Chain? We focus on derivatives. Oh yeah, that was my answer. It's a really quick one. Yeah. Okay, excuse me, can you repeat this one? Yeah, why should we choose Injective DEX over many big and good DEX such as uh-huh. Uniswap, JustSwap, and Binance Smart Chain? Because those DEXs are spot markets, whereas we are the derivative mm-hmm. market. So we're more like a decentralized BitMEX or Binance mm-hmm. Futures. Mm-hmm. Okay, thì có một câu hỏi là họ tại sao thì mọi người lại lựa chọn Injective hay về những cái sàn giao dịch khác, thì giống y như là câu hỏi của Rally đã hỏi và họ Eric á, thì ở Injective thì họ có cái sản phẩm là giao dịch phái sinh và giao dịch hợp đồng tương lai, cũng như là giao dịch hợp đồng không kỳ hạn, cũng gần giống như là Binance Future. Ok, next. Cool. Oh, this is actually a really interesting question. Mm-hmm. Actually, we all talk about positive points, pros, good points, and features of any project. No one project tell about their cons. So can you mm-hmm. tell me honestly the cons and lacks of the project? So that's actually a really great question, because mm-hmm. A lot of projects would talk about, you know, what they're good at, but they wouldn't talk about their features and what they're kind of sacrificing for it. Mm-hmm. And I'm more than happy to talk about it as well. So since we're fully decentralized and we have our own chain, we can't be processing as instant of a transaction as, let's say, optimistic rollup, ZK rollup, and stuff like that. But what we're getting in return is that we get half this fully decentralized infrastructure, and we have a lot more flexibility in terms of what market we can create. And we are able to support a permissionless
market creation because we are fully decentralized. So even though we have a stateful exchange, basically an order book that updates every second, but I would say the upside and the gain we get from it is a lot higher than, you know, the drawback of not being able to get instant confirmation or in ZK's rules case, a higher throughput. Because at that point, from an architecture-wise, even though ZK rollup is trustless and arguably anyone can verify it, it's still centralized. And it basically operates like a custodial exchange in a lot of manner. So that's one of the cons, I would say, is that we could be faster compared to other scaling solutions, but we kind of chose the decentralization route. Yeah, another point is that basically the downside is that we need an Oracle solution for a lot of these like derivative markets, and we've been working very hard at integrating a lot of them. But obviously there's going to be cases where there's just going to be markets or indices or, you know, underlyings that people want to create, but there's no price fee for it. So we do have an Oracle interface contract to mitigate that so that people can actually launch a relatively more centralized Oracle if so they choose. And obviously the market creator has a lot to lose if the Oracle is corrupted, because people would simply not trade on that market. And the downside for a market creator is that you lose all of the future revenue as a part of the fee from that. Mm-hmm. Ok, có một câu hỏi khá là thú vị của một bạn, đó là hầu hết là tất cả những dự án họ đều nói về những cái lợi thế và những cái điểm mạnh của họ. Vậy thì và họ khá là gọi là họ có một phần né tránh nói về những cái khó khăn cũng như là những cái điểm yếu của họ. Thì Eric có thể chia sẻ về những cái khó khăn anh ấy đang gặp phải cũng như là những cái điểm yếu khi mà phát triển dự án Injective hay không? Thì ở đây á, Injective là một nền tảng sàn giao dịch phi tập trung, và tất cả những mọi thứ ở trên đây đều diễn ra là phi tập trung. Thì vì nó là phi tập trung cho nên là khá khó mà chúng ta có thể involve vô bất cứ thứ gì. Thì đặc biệt đó chính là về việc làm market maker. Thì khi ở những cái sàn centralized, họ có thể làm thị trường thông qua những market maker. Tuy nhiên thì ở sàn decentralized thì dự án cũng như là tất cả mọi người hoàn toàn không thể nào mà làm được cái điều đó. Thêm một cái khoản nữa là cái việc mà quyết định nên cái thị trường nào cho những cái người dùng giao dịch á, thì cũng sẽ có nghĩa là khi mà họ phát triển ra một cái thị trường mới thì sẽ không biết được là cái khó khăn là không biết được là thật sự là người dùng họ có muốn cái giao dịch cái thị trường đó hay không. Cái khó khăn nhất khi mà vì tất cả mọi thứ đều diễn ra là decentralized, tất cả mọi thứ là đều phi tập trung, cho nên là để làm sao để mà tạo được sự đồng thuận để mà phát triển cái dự án thì đó chính là cái khó khăn nhất hiện tại của cái Injective đang phải đối mặt. Ok, thank you. So next question. Do you plan to audit your smart contract? Yes, we are working on it right now. And basically, by the time we launch mainnet, we should have 3 or 4 audit reports from mm-hmm. multiple major smart contract auditors. Mm-hmm. Okay, hey, thì từ bây giờ cho đến khi mà Injective launching mainnet á, thì họ sẽ còn phải phát triển những cái giao thức cũng như để hoàn thiện cái giao thức của mình trong cái việc mà phát triển mainnet của Injective. Okay. Does Injective have a fund to deal with risk situations like hackers? Yes, we do. Mm-hmm. As a matter of fact, the upside for us is that in case that there's a hack, validators can likely propose a hard fork that reverses a lot of the hacks. And obviously that's not the ideal situation that I wanted to come out as, but that's kind of like the plan B scenario in case that there's a doomsday, kind of like day zero exploit where a lot of our contracts are being compromised. But mm-hmm. yes, there will be the ecosystem development fund will be used towards hack compensation in the case that there was a hack. But the biggest advantage of us being that since we are our own application specific chain,
the validator can propose a vote to reverse a lot of the hacks. Mm-hmm. So do you have any plan for the audit, the smart contract of Injective? In case of hacking, so do we have any plan for auditing the smart contract of Injective, or do we already audit it? Yeah, we're already auditing it. I was talking about in the case that our contract is hacked, what's the mm-hmm. remedy for it? Yeah. Mm-hmm. Okay. Thì có một bạn hỏi là em rất có lo lắng về cái vấn đề là Injective smart contract của Injective có bị hack hay không, thì thật sự là tất cả các nền tảng đều sẽ bị một cái đối mặt với các hacker. Thì ở đây họ sẽ cái smart contract của Injective thì đã được audit, và cũng như là những cái validator họ sẽ phát triển những cái validator để mà đảm bảo được cái tính bảo mật của nền tảng, cũng như là ngăn chặn cái việc mà hacker tấn công vào cái hệ sinh thái của Injective. Okay, next question. Maybe we can go with two more questions then, because it's kind of late for the community at the moment, mm-hmm. so you can pick up two questions. Yeah. Overall regulation. What do you think of overall regulation development globally, and what's the crypto market in 3 to 5 years to come? How does Injective work with regulators? In our case, so first of all, let me talk about the global macro regulatory environment. I would say that the CFTCs and SECs are working more on regulating with the US base, and also kind of like offshore ones that are working with US investors and US traders. And basically, long as US and exchange does not violate any US laws or does not engage with any of the US customers, then I would say that you're mostly safe. So if an exchange blocks the US IP, I think for now that's good enough. And the second part is that how does Injective work with regulators? Yeah, so we're actually a compliant regulatory offering for a token. So generally we try to have constant communication with the regulators and make sure that every step of the way is compliant. Mm-hmm. Okay, có một bạn hỏi về những cái và là những cái luật khi mà triển khai cái Injective, thì Injective họ base Injective, văn phòng của Injective là ở US, thì hiện tại là vẫn đang có rào cản dành cho những cái nhà đầu tư của US, cũng như là những cái nhà giao dịch US có thể tham gia vào nền tảng của Injective. Và ở với những cái đất nước khác á, thì những cái đất nước nào mà không bị cấm giao dịch tiền mã số, có nghĩa là không cấm giao dịch tiền mã hóa, thì có thể tham gia vào nền tảng của Injective, cũng như là họ sẽ đưa ra những cái chính sách để mà hợp thức hóa đối với những cái luật và những cái quốc gia riêng biệt khi mà những cái nhà giao dịch họ tham dự vào cái nền tảng giao dịch của Injective. Okay, the last question. So there are a question about the milestone of Injective and also the future plan of Injective. The last question. The future plans of Injective. Mm-hmm. A major milestone achieved so far. What are in the future pipeline? So yeah. So basically, we've been constantly iterating. We wanted to make sure that we have the best possible architecture for mainnet, and mm-hmm. we actually, I would say, made at least 5 iterations so far. Basically, in the very beginning, we didn't have the EVM module, and we only had a decentralized order book, and it was pure Tendermint, so it doesn't have any type of Cosmos or the CK integration. And initially, we started moving towards the stack towards Cosmos SDK, so at least we get to leverage the greater Cosmos ecosystem later on. And then afterwards, we started integrating with the EVM layer, because we wanted to potentially move the settlement from Ethereum onto Injective chain, which is what we are right now. And later on, we also had quite a few versions iterating between all the cross-chain solutions. We actually experimented with the optimistic rollup with integration to the OVM for a while. So I would say that currently what you guys are going to see very soon
is the culmination of at least 5+ iterations of the protocol. And every step of the way, we kind of realize that, hey, here's how we can make the exchange better. Here's how we can make the trader's experience better. And yeah, very excited to show it to you guys. And in terms of the future also, yeah, we just want to make sure that we have the most secure possible futures protocol contract and also the core consensus. So that's why we want to run the trading composition and also the incentivized staking for, I would say, around 1 to 2 months. And then afterwards, we are more confident to launch the mainnet. Mm-hmm. Okay. Có một bạn hỏi về những cái cột mốc phát triển của Injective và cũng như là kế hoạch trong tương lai. Thì những cái cột mốc phát triển nổi bật nhất của Injective là họ đã đưa ra được cái order book cũng như là EVM, và sắp tới cái thách thức là họ sẽ phải làm sao để hoàn thiện được cái giao thức swap perpetual swap của mình để mà đưa ra các sản phẩm giúp cho mọi người có thể giao dịch trên cái thị trường phái sinh. Và thêm một cái nữa là Injective họ đã hoàn thiện được các giải pháp về cross chain của mình thông qua cái Injective chain, thì họ sẽ không ngừng phát triển để hoàn thiện hơn cái nền tảng của mình trong tương lai để mà giúp cho để mà kích thích được nhiều người, nhiều nhà giao dịch, nhiều người dùng có thể tham dự vào nền tảng của Injective. Và họ rất là Eric rất là hứng thú khi mà share tất cả những cái thông tin ngày hôm nay đến với mọi người để mà mọi người có hiểu rõ hơn về dự án, cũng là biết được là Injective đang làm gì và Injective họ sẽ có những cái kế hoạch nào trong tương lai và sẽ có những cái bước tiến nào mới trong tương lai. Okay, thank you very much for your time today. So I really appreciate it for all of your valuable information. So I think the community. Thank you so much for having me. Yeah, okay. Many thanks for your time. Bye-bye. Yeah, nice to meet you. Bye-bye. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều. Thì Rally còn nhận được rất là nhiều dự án, nhiều câu hỏi, nhưng mà thời gian thì cũng đã khá là muộn, cho nên là sẽ để cho mọi người nghỉ ngơi. Thì như vậy là chúng ta đã cập nhật khá là nhiều thông tin mới nhất về Injective. Cũng biết được là những thông tin từ cơ bản đến chuyên sâu, những tên tuổi của những quỹ đầu tư cũng như là những cái cá nhân đã đầu tư vào Injective và mô hình kinh doanh cũng như là lộ trình phát triển và những cái kế hoạch trong tương lai của Injective ra sao. Thì về phần hỏi đáp á, thì những cái câu hỏi này thì Ray sẽ chuyển hết đến với dự án và họ sẽ chọn ra những cái câu hỏi mà họ cảm thấy là đặc sắc nhất. Và với những cái câu hỏi đặc sắc mà chưa được trả lời trong cái buổi event ngày hôm nay thì Rally sẽ nhờ Eric trả lời và sau đó thì Rally sẽ chuyển đến cho mọi người. Hy vọng là buổi event mang đến cho tất cả chúng ta những thông tin hữu ích nhất, giúp cho các bạn có những cái định hướng rõ ràng hơn về tiềm năng tương lai của dự án này. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những sự kiện sắp tới cùng với những dự án hidden gem mới của ChipX. Xin chào mọi người và chúc mọi người có một tối vui vẻ.